bây giờ tôi có một cái thách đố này, nếu mà ông làm được, ông chịu cái gì tôi cũng chịu cái đó thôi. Thật sự luôn, tôi mới phát hiện ra một cái gọi là một cái điều bí mật mà gọi là nếu ai làm được tôi cái gì tôi chịu hết. Sao bây giờ vậy nè, hiện tại bây giờ là trời đang nắng đúng không? Đúng rồi, đang trời nắng. Hiện tại mức độ tôi nếu mà đo lấy gì nhiệt kế tôi đo có thể nằm giá là ở 32-33 độ đó, có đó. Bây giờ ông ra đó, ông ngồi lên, ngồi giữa chỗ đó đó, đấy rồi, ông ngước mặt, ông nhìn lên mặt trời mà trong vòng 30 giây thôi. Ừ. Ông nhắm mắt cũng được, cái chuyện đó phải không? Bây giờ ông nhìn thẳng lên đó. Ừ. Ông nhắm mắt lại cũng được. Ừ. Được 30 giây, tôi bao ông một chầu nhậu. Rồi banh mắt em luôn hả? Thì đó mới đố. Anh làm đi, em không làm đâu. Nhắm mắt mày tôi phải mở đâu. Thôi, chị không nổi đâu. Banh luôn mắt, mở ra mắt tè lè luôn. Ủa đó hả? Ừ, hư mắt. Mắt là cửa sổ tâm hồn. À. Mà sao nay anh giữ chứng rồi? Tính ra cái số 7 đúng không? Ừ. À. Không, tại vì tôi nghĩ là cái chầu này ăn được đâm ra tôi mới đố không, chứ mà thực tế không biết là thôi. Tính ra mùa này ớt mắt ghê luôn, thiệt luôn. Tính ra ăn Tết xong mà đáng lý là ớt này này nọ, ba cái trái cây này nọ nó sẽ rẻ chứ ai nhận mắt dữ ta. Biết đâu. À. Nhà anh trồng ớt mà sao nên mua ớt? Ớt nào trồng thần? Trồng rêu thôi chứ không có trồng ớt. Không hả? À. Ớt hầu như tôi nói một câu là chắc chắn 100% là đúng luôn á. Sao? Ớt ăn nó sẽ cay đúng không? Đúng rồi. Đó. Còn ví dụ như mà người nếu mà gọi là người ăn cay mà không có ớt ăn, ăn rất là khó chịu đúng không? Đúng rồi. Đó, phải có ớt ăn. Như tôi là người ăn cay chùm đúng không? Em thấy 90% nhà nào cũng phải có ớt trong nhà hết á. Không có ớt là không được. Đúng, chính xác phải luôn. Phải có ớt. Món gì cũng phải có ớt hết á. Nhưng mà ngặt cá là tôi thì ở trong quê mà muốn ra chợ ăn á, muốn ra chợ mua á, thì phải chạy xe ra hết 15 phút. Ừ. Đúng không? Không nữa là đi đứng ngoài đường ở đây em quắc ai mà người quen á, mua giùm tôi 2-3 ngàn ớt vậy đi. Ừ. Ăn lại ngày nào cũng bắt ông người ta. Ừ. Thành thử là tôi mua bính nhiêu đây là ăn một tuần. Đúng rồi, em thấy ai cũng vậy, nhà em cũng vậy mà. Nhà em mỗi lần đi mua ớt là mua ăn một tuần luôn, chứ không có mua lắc nhắc. Sao mà ăn tuần được? Ông nói chuyện tức cười, tôi thấy gì tức cái tức cười quá. Không tức cười. Cái ớt là cái dạng như là ông thấy ông mua về hầu như tỷ lệ ớt nó không có tươi mấy, trừ khi là mà ông bữa đó ông gọi là người ta nhà vườn ta mới hái ra thôi. Ừ. Nó sẽ còn tươi thôi, chứ thực tế là ông mua toàn ớt thối cuốn hết rồi. Đúng rồi, về ăn được 3 bữa, bữa thứ hai bắt đầu cái là nó héo rụi hết rồi, rồi có nhiều khi nó thối rồi dòi rồi nọ là nó hư hết à. Anh bảo quản ớt trong tủ lạnh á, ai kêu anh bảo quản ớt ở ngoài làm chi? Đây, anh đây. Mua về anh bảo quản tủ lạnh. Tôi có một cái chỗ. Hả? Có một bịch ớt luôn nè. Anh bảo quản trong tủ lạnh thì nếu mới gì nó hư. Đó, đây đâu? Đây là ngày Tết vẫn còn dư âm nè. Đó. Đây. Đây là một bịch ớt gọi là tôi mua gọi là ớt rừng đó nha. Đó, ông thấy sao? Hư vừa héo nè, nọ tùm lum. Nó nhập hết rồi nè. Ông bóp ớt mà bóp. Đúng rồi, héo hết rồi nè. À, trừ cái ớt xanh đấy, còn ớt chín là hư hết rồi. Đúng rồi, nhập hết luôn nè. À, mà nó lầy dưới á. Lầy luôn dưới nè. À. Mày đi đụng vô hồi cái tay thuốc queo giờ đó. Ừ. Mà cái này là mới mua có hai con gì, nói chung là ăn tỷ lệ ăn là vẫn được á, nhưng mà hơi khó thôi. Để anh chia sẻ cho thấy cái hay luôn nè. Em thấy đa số mọi người mua ớt về mọi người ăn thường xuyên giống anh Khải nè, ớt rừng nha. Mọi người sẽ gặp cái trường hợp đó là nó bị thối cuốn á, thối cuốn và giống như là rộp ở trong, nghĩa là ở trong nó bị rút á, bụng bị, đúng rồi, bị bụng ở trong á. Ừ. 100% mọi người gặp cái trường hợp đó là mọi người mua ớt về mọi người bảo quản trong tủ lạnh á là sẽ bị bụng hết. Chính tầm 3-4 ngày là bụng hết. Vậy em chia sẻ mọi người nè, cách bảo quản ớt cả năm không có hư, 10 năm luôn không hư luôn. Sao ông nổ em gì nói thiệt gì luôn cái á. Anh mua ớt thế này về đúng không? À. Đúng thế này về đúng không? Ừ. 10 năm sau anh lấy ra nó vẫn như thế này, uy tín chất lượng nhanh luôn. Tính ra cái người mà đi chăn bò với lại cái người làm nông nó khác xa lắm á. Sao vậy? Thì người chăn bò thì như nó chỉ dẫn bò đi ra ngoài cho bò ăn đã rồi nó về thôi. À. Chứ nó đâu biết vào vấn đề mà gọi là một người nông dân mà ta trồng ớt để ra cái ớt này là nó mất bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày đâu. À. Đúng không? À. Theo kinh nghiệm của tôi là một người làm nông. À. Nói cho một cái thằng chăn bò như ông à. Biết cây ớt này ông trồng lên đúng không? À. Trong vòng 6 tháng là cây ớt nó sẽ rụi đi và bỏ. À. Là bỏ là thu hoạch xong á. À. Vậy chứ sao ông nghĩ sao một cái cây ớt nó đã đẻ ra nè là 6 tháng rồi, trong khi đó nó ra rất là nhiều đợt. À. Để ông ăn trong vòng có 6 tháng thôi. À. Mà sao ông nói trái ớt mà bảo quản được năm? 10 năm. Đụng mới nói 1 năm rồi tôi muốn kiếm chuyện rồi, 10 năm ông vừa phải thôi. Thì chắc cứu đại gia đình sẽ nói là đem đi phơi khô.
mà nó đâu ngon, phơi khô. Đúng rồi, phơi khô mình không quạt phơi khô, bỏ ở ngoài thì nó lại nhanh hư hơn nữa. Chính xác luôn. Nhà em chia sẻ cho một cái mèo để mọi người bảo quản ớt uy tín với mọi người luôn, 10 năm không hư. 10 năm lấy ra chiếc ớt này vẫn hết chiếc ớt này luôn. Năm tương à. Nếu anh bảo quản ớt, anh bảo quản ở đâu? Thì cái ngăn mát đó, để tôi lấy ra kéo không thấy hả? Sai. Anh biết bảo quản ớt phải bảo quản ở đâu không? Bảo quản ở ngăn đông. Bảo quản ớt không ai bảo quản ngăn mát, phải bảo quản ở ngăn đông nó mới đúng. Anh bảo quản ở ngăn đông 10 năm không có hư, em chỉ sợ cúp điện thôi. Ủa mà ngăn đông mà sao lấy ra ăn được không thầy? Gì? Anh lấy ngăn đông, anh cắt ra, anh cắt, anh giả như bình thường mà. Anh lấy bỏ ngăn đông á, lúc anh cắt ra, nó như bình thường. Anh giả mỗi ớt cũng như bình thường, nó đâu có khác cái gì đâu. À, mình này đâu có nước đâu mà làm đông cứng. Đúng rồi. Anh bảo quản ngăn đông, nó không có hư. Tại vì nhà em mua ớt em biết mà. Em gặp rất là nhiều trường hợp rồi. Tại vì ngày xưa nhà em hay mua ớt về nhưng tầm một tuần hư hết à. Cho nên á, em hay lấy ớt này em bỏ bảo quản ngăn đông. Em thiệt luôn, đúng một tuần là không hư một cái nào. Uy tín chất lượng nhanh luôn. Anh cứ bỏ ngăn đông, rồi khi anh muốn giả, anh lấy ra anh giả như bình thường. Khi mà anh muốn cắt thì anh cắt như bình thường. Em đảm bảo nó vẫn cay như bình thường và nó không mất cái vị cay của ớt. Uy tín 100% luôn. Anh làm thử đi anh biết. Ủa sao tôi nói là nghe tôi nói là muốn ớt không cay bỏ ngăn đông gì đó rồi lấy ra ăn mà. Bỏ ngăn đông nó không cay là khi anh ăn nó không cay, khi mà nó hết đông á là nó sẽ cay. Là cái độ mát nó hết rồi nó sẽ cay đúng không? Đúng rồi. Anh vô anh bỏ thử đi biết. Mà ai bây giờ mà bỏ ớt ngăn đông bây giờ không, đúng bây giờ không anh nên thay đổi quan điểm đi. Anh bảo ăn ớt, anh bỏ ngăn đông. Bỏ ngăn đông cho em đi. Ok anh luôn. Là, uy tín nhanh luôn. Là xài 10 năm luôn. 10 năm luôn. Đủ, em chỉ sợ cấp điện thôi. Vậy là tôi phải đi mua tạ ớt thì là quan đông quá. Đó, thay đổi quan điểm đi. Muốn bảo ớt lâu á, bỏ ngăn đông. Đó, cái bỏ dụng ngăn đông đó, cái dụng ngăn đông. Bỏ đây cũng được đúng không? Đúng rồi. Cho nó đông lại. Trời, uy tín với mọi người luôn. Là không bao giờ hư. Không bao giờ hư, em chỉ sợ cấp điện thôi. Độ cay của ớt vẫn giữ nguyên danh luôn. Mà nó có tươi không ra nó héo queo à. Anh cứ để đi, uy tín anh luôn. Mang ra anh giả muối ớt như bình thường luôn. Anh cắt ra sợi sợi như bình thường luôn. Ê, vậy giờ tôi để đây cỡ một tuần lẻ mà nó hư là ông chịu trách nhiệm, ông mua lại cho tôi nha chưa? Mua mới anh cái tủ lạnh luôn. Đồ. Rồi ok chia sẻ mọi người nha. Nhớ ra. Đây là cách bảo quản ớt uy tín luôn. Mấy anh em nào ăn ớt thường xuyên và hay ớt hay bị hư cứ làm cách này rất là ok. Nhớ đăng ký bật chuông.